Nhân sinh một khắc, đáng giá nghìn vàng. Người ở trên đời buồn đau quá nữa, chuyện không như ý thường chiếm phần hơn. Phong ba trong cõi nhân sinh, trăm năm hóa thành mây khói. Đời người một kiếp, núi có đường, sông có lối. Chớp mắt đã từ hạ sang thu, quay đầu nhìn đã hết thời xuân sắc. Một đoàn tàu có mấy sân ga, và đời người có bao nhiêu dịch trạm. Rốt cuộc trên chuyến tàu định mệnh, ta cũng chỉ là những vị khách qua đường. Tùy duyên mà gặp, tùy duyên mà rời, chẳng phải là chuyện tốt nhất trong đời đó sao? Nhân sinh tại thế, chúng ta đều là những vị khách qua đường của thời gian. Có duyên gặp mặt thì hãy trân quý, có phận tương phùng thì hãy biết yêu thương. Vui cũng vậy mà buồn cũng thế, chớp mắt quay đầu tất cả chỉ còn lại bóng thời gian. Hà tất phải bon chen cưỡng cầu cho khổ đau bi lụy. Thân người khó được, kiếp sống nào có dễ dàng. Được mất trong đời cũng chỉ là mấy mươi năm ngắn ngủi. Hôm qua là quá khứ, ngày mai lại ở. Phía trước xa xăm, chỉ có hôm nay mới là thời khắc vàng son duy nhất. Nhân sinh như mộng, đời người dài ngắn, nào khác một thước phim. Ta rốt cuộc cũng chỉ là khán giả, lặng lẽ ngắm nhìn chính cuộc đời mình. Phim có cảnh ngắn, cảnh dài, cảnh vui, cảnh khóc, hãy cứ tùy duyên mà diễn. Đời người cũng vui buồn có đoạn, ân oán có thì, vậy nên cứ bình thản mà bước đi. Đời người cũng như cuộc chạy bộ đường dài, muốn thắng ở đích thì đừng nên ngắm cảnh dọc đường. Nhân sinh muôn dạng sắc màu, người ta cũng lại có đủ điều khác biệt. Có thể gặp vô số kẻ qua đường, nhưng người hiểu mình thực sự có mấy ai? Cô đơn trong kiếp hồng trần, âu cũng là chuyện chẳng thể nào tránh được. Chiến thắng được sự cô đơn mới là chiến thắng vĩ đại nhất. Đời người cũng lại như một lò tôi luyện, người ta chỉ có thể mạnh mẽ khi nếm trải hết vinh nhục, ấm lạnh của thói đời. Trước cái chết, mọi thứ trên đời đều là hư ảo, chỉ có sinh mệnh vĩnh hằng mới đáng nên trân quý. Tranh đấu làm chi, ganh ghét làm gì, cuối cùng thảy đều là hư vô, là ánh chớp lóe lên rồi tắt ngấm giữa màn đêm mịt mùng. Nhân sinh dẫu một khắc cũng đáng giá nghìn vàng. Chớ để thân mình vướng vào vòng danh hư lợi ảo, mà đánh mất bản thân sống một đời uổng phí. Sinh mệnh dẫu dài trăm nghìn kiếp, cuối cùng sẽ trôi dạt về đâu? Vũ trụ mênh mang kia, hạt bụi nào trôi mãi? Kiếp người sao bé nhỏ, chợt lóe rồi chợt tàn. Rồi thời gian vọng lại, một tiếng gọi trở về, với chân thiện từ bi, sống một đời nhẫn nại, chờ một mai về nhà với thiên thượng tiên thiên.